Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 26 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Các bạn hãy nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ hơn 1.000 vạn thần nhân binh lính của thần giới thứ nhất đều nghi hoặc nhìn ba người phía trước muốn ngăn cản sự tấn công của bọn họ. Ít nhất có đến hơn 100 vạn người trước mắt mà chỉ có ba người bay ra. Thật can đảm, ba người các ngươi chính là Hồng Quân, Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư sao? Thạch Nhược Tín từ trên cao bay tới, thanh âm vừa to vừa rõ để cho toàn bộ mọi người nghe rõ ràng. Hơn 1.000 vạn người thật là ngoạn mục. Hơn 1.000 vạn người này so với binh sĩ ở Tu La Ma Giới còn muốn mạnh hơn nhiều. Hồng Quân đang quan sát hơn 1.000 vạn binh lính thần giới, đội ngũ chỉnh tề, trong lòng âm thầm cảm thán. Ta là Nghịch Cương, xin hỏi các hạ là vị nào? Nghịch Cương ngưng thần đề phòng. Trong khi Thạch Nhược Tín nói chuyện, hắn liền cảm giác được người này rất khó đối phó. Ít nhất tuyệt đối thực lực không dưới hắn. Đương nhiên với điều kiện Nghịch Cương không dùng Nghịch Cương nhất kiếm. Nguyên lai là Nghịch Cương thủ lĩnh à? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ Thạch Nhược Tín hôm nay vì ngàn vạn thần dân đã khuất của đệ nhất thần giới mà đến đây đòi lại công đạo. Người chính là Thạch Nhược Tín. Thạch Nhược Tín thanh danh tại mấy trăm thành trì xung quanh có thể xem là cao nhất. Nghịch Cương đã sớm nghe nói qua tên hắn, chỉ là không nghĩ tới có thể gặp hắn sớm như vậy. Chẳng lẽ còn có người giả mạo Thạch Nhược Tín ta sao? Thạch Nhược Tín ha ha cười, hình dáng có vẻ tiêu sái vô cùng. Thạch thành chủ, người của Thái Bình Thành đã chạy hết rồi. Thám tử Liên Vựng đã phát hiện Cửu Thiên mang theo 200 vạn quân đội thần nhân cuối cùng của Thái Bình Thành rút sạch. Gấp đến độ Liên Vựng bất chấp Thạch Nhật Tín đang cùng Nghịch Cương nói chuyện, vội vàng truyền âm. Không cần phải quản bọn họ, ba người này mới là mấu chốt, chỉ cần bắt ba người này là đủ rồi. Còn 9 thành trì kia ta không để trong mắt. Thạch Nhật Tín mỉm cười, đối với chuyện Cửu Thiên dẫn người của Thái Bình Thành bỏ chạy, căn bản không thèm để ý. Thạch Nhược Tín bất đồng với Liên Vựng bọn họ, mục tiêu của hắn chính là Hồng Quân. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết ba người Hồng Quân, 9 thành trì của đệ nhất thần giới xem như đã bị phá hủy một nửa. Thạch thành chủ, Hàn Thư mặc dù thời gian phi thăng không dài, thế nhưng cũng nghe được không ít đại danh của Thạch thành chủ ngài. Tất cả mọi người kính ngưỡng Thạch thành chủ là anh hùng hào kiệt, không tưởng được chưa hỏi rõ trắng đen mà đã vu hãm chúng ta. Hắn là Liễu Hàn Thư, vậy người nhất định là Hồng Quân rồi. Thạch Nhược Tín không trả lời Liễu Hàn Thư, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân. Trên người hắn có thể có thiên thần khí mà mình mơ tưởng lâu nay. Hồng Quân chỉ là một hạ phẩm thần nhân mới phi thăng, không đáng giá để cho Thạch thành chủ quan tâm. Hồng Quân cười cười lại nói tiếp, Thạch thành chủ còn chưa trả lời câu hỏi của sư huynh ta, như thế nào mà lại vu khống chúng ta? Ồ, nói đùa, đệ nhất thần giới 9 tòa thành trì bị các ngươi chiếm đoạt, chết mấy vạn thần nhân, chẳng lẽ chuyện này là chúng ta xuất ngôn hồ đồ sao? Thạch thành chủ, chuyện này không thể nói như vậy được. 9 tòa thành trì vốn thuộc đệ nhị thần giới chúng ta, các ngươi đệ nhất thần giới đã chiếm cứ không biết bao nhiêu ức năm, hôm nay chỉ là chúng ta thu hồi những gì thuộc về chúng ta mà thôi. Hồng Quân mỉm cười nói, lịch sử 9 tòa thành trì này kể ra quá trình kiến thiết quả thật có đệ nhị thần giới tham gia. Bất quá đây là chuyện đã rất lâu rồi. Hơn nữa đệ nhất thần giới luôn luôn có thói quen chiếm cứ thành trì mà đệ nhị thần giới đã kiến thiết nên. Nguyên lai Hồng Quân được vô số người truyền tụng cũng chỉ là một tên tiểu phỉ. Tất cả thành trì vẫn đều là của đệ nhất thần giới. Đây là sự thật đã được công nhận. Người không thể nào đổi trắng thay đen được. Thạch Nhược Tín ngữ khí chuyển sang lạnh băng. 200 vạn quân đội của Cửu Thiên đã toàn bộ trượt ly Thái Bình Thành. Hôm nay Thái Bình Thành chỉ còn có 3 người Hồng Quân mà thôi. Thạch thành chủ, không cần nói nhảm với bọn chúng làm gì, trực tiếp bắt chúng rồi đoạt lại 9 thành trì này. Tất cả những tên bạo loạn của đệ nhị thần giới toàn bộ xử tử hết. Lý Phong hung hăng nói, hắn đã sớm nhìn 3 người Hồng Quân không vừa mắt. Hôm nay chỉ một phương thế lực của hắn đã có 1.300 vạn. Đối phương chỉ có 3 người, trong lòng đã nhận định 3 người Hồng Quân chết chắc. Người là ai dám khoác lác như vậy, đoạt lại Cửu Thành ư, đồ sát đệ nhị thần giới, chỉ bằng ngươi ư? Liễu Hoàn Thư lạnh lùng nói, một cỗ sát khí trên người chậm rãi tràn ra. Nghịch Cương cùng Hồng Quân cũng lạnh lùng nhìn Lý Phong. Theo như lời hắn, muốn giết hại người của đệ nhị thần giới đã phạm vào điều kiêng kỵ lớn nhất của ba người.
Lớn mật, đây chính là Hắc Phong Thành, thành chủ Lý Phong đại nhân. Mấy người chết trước mắt mà còn dám quát tháo ư? Lý Phong còn chưa nói, thuộc hạ của hắn đã lập tức nhảy đến, chỉ vào Liễu Hàn Thư mắng to. Quát tháo? Ngươi nói tao quát tháo sao? Liễu Hàn Thư sắc mặt biến đổi, chợt quát một tiếng, trừng trừng nhìn người nọ. Tên thuộc hạ của Lý Phong bất quá chỉ là trung phẩm thần nhân. Liễu Hàn Thư phóng xuất cường đại thần lực thanh âm, lập tức khiến hắn lùi hơn 10 bước, ói ra khẩu huyết. Thật không biết xấu hổ, đối với thuộc hạ cũng xuống tay, để ta tới kết liễu ngươi. Lý Phong giận dữ, trước mắt mọi người, Liễu Hàn Thư trực tiếp đả thương thuộc hạ của hắn, cũng giống như đả thương hắn. Lý Phong kêu to, trên tay xuất ra thanh ngân đao, hét lớn xông ra ngoài. Thấy Thạch Nhược Tín chỉ lạnh lùng nhìn Hồng Quân, đối với chuyện Lý Phong tự tiện tấn công không tỏ vẻ gì, tất cả mọi người yên lòng, nhất thời bước lên phía trước vài bước, chuẩn bị đồng loạt tiến lên bắt ba người tranh thủ lập công. Không nên cử động, trước tiên để cho Lý Thành Chủ cùng Liễu Lĩnh Chủ đây quyết đấu đi. Thạch Nhược Tín hét lớn một tiếng, tất cả mọi người vừa định quần công nhất thời ngừng lại. Hồng Quân cùng Nghịch Ương cũng thu hồi ý định chuẩn bị sử dụng thiên thần khí. Đối phó với nhiều người như thế này, Hồng Quân đã âm thầm truyền âm cho Nghịch Ương cùng Liễu Hoàn Thư, thiên thần khí chỉ nên sử dụng khi cần thiết. Tiểu tử, nạp mạng đi, ta cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở đây. Lý Phong lớn tiếng hô, thanh âm ác liệt. Người cũng đã tới trước mặt của Liễu Hàn Thư. Lý Phong hai tay cầm đao đột nhiên chém mạnh, một đạo ngân quang trực tiếp hướng Liễu Hàn Thư mà bổ tới. Lý Phong một đao này dùng toàn lực, rất tự tin một đao đã đem Liễu Hàn Thư giải quyết. Không một tiếng động, toàn trường tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Liễu Hàn Thư. Đao khí Lý Phong phát ra không biết đi đâu, mà hai tay cầm đao bị thiết quyền của Liễu Hàn Thư nắm chặt, ngân quang trên thanh đao rốt cuộc bị hãm không hạ xuống được. Lý Phong trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong khi Liễu Hoàn Thư khống chế tay hắn đã đem thần lực toàn thân hắn cầm trụ. Có thể nói Lý Phong lúc này sinh tử tất cả đều nằm trong một ý niệm của Liễu Hoàn Thư. Liễu Thành Chủ. Lý Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hoàn Thư, hai mắt tràn đầy sự bối rối và cầu khẩn, chỉ thiếu nước quỳ xuống lại Liễu Hoàn Thư. Lý Thành Chủ, nếu còn có thể tới một thế giới khác, nhớ lấy một điểm, không nên tùy tiện xuất đầu. Liễu Hàn Thư mỉm cười nhìn Lý Phong, hai tay phóng ra. Lý Phong từ không trung trực tiếp ngã xuống đất, chậm rãi biến mất tại thổ địa. Liễu Hàn Thư cuối cùng buông tay, linh hồn kim đan Lý Phong đã bị chấn vỡ. Không nói gì, chính là không biết nói gì, ngân đao trên tay Lý Phong thành chủ chính là kiện thần khí, còn chưa có phát huy uy lực mà đã chết trong tay Liễu Hàn Thư. Mà bản thân Lý Phong thành chủ cũng là thượng phẩm thần nhân, lại bị Liễu Hàn Thư một chiêu giết chết. Tất cả mọi người đều không dám tin, kinh ngạc nhìn Liễu Hàn Thư. Sư huynh, vận dụng đạo càng ngày càng thuần thục. Hồng Quân mỉm cười hướng Liễu Hàn Thư giơ lên một ngón tay cái. Liễu Hàn Thư kiếm pháp mặc dù không bằng Nghịch Ương, chính là hắn đối với đại đạo có một chút vận dụng, so với Nghịch Ương còn mạnh hơn. Chỉ một chuyển động thân thể vô cùng đơn giản, Lý Phong có một thân lực lượng cũng một chút không dùng được. Thạch Thành Chủ. 49 thành chủ còn lại bay đến bên cạnh Thạch Nhược Tín. Liễu Hàn Thư nhất chiêu giết chết Lý Phong để cho bọn hắn một rung động lớn. Phải biết rằng Liễu Hàn Thư này chỉ là người yếu nhất trong ba người. Hôm nay Liễu Hàn Thư cả thần khí còn chưa có sử dụng, trực tiếp giết chết Lý Phong sử dụng thần khí, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi được. Liễu Hàn Thư, Nghịch Ương, hai người này giao cho các ngươi, Hồng Quân giao cho ta, mặc kệ sử dụng phương pháp gì, các ngươi chỉ cần giết chết bọn họ. Thạch Nhược Tín sắc mặt âm trầm, đối với cái chết của Lý Phong cũng có chút tức giận, cũng nhất thời khinh thường, không nghĩ tới Lý Phong trong chốc lát đã bị đối thủ nhất chiêu giết chết. Thạch Thành Chủ yên tâm, Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư hôm nay nhất định là ngày chết của bọn chúng. 49 thành chủ đều nở nụ cười, chỉ cần Thạch Nhược Tín đáp ứng quần công, bọn họ căn bản không cần lo lắng nữa. Thuộc hạ nhiều người như vậy, đối phó với hai người, dù hai người có lợi hại đến đâu cũng đỡ không được ngàn vạn lần đại quân. Cao trưởng lão lệnh cho tất cả mọi người đồng loạt đánh Hồng Quân. Ba đại đội, một vạn thượng phẩm thần nhân, đồng thời đánh chết hắn, một kích phải giết, không cho hắn có cơ hội phản kích. Thạch Nhược Tín vừa an bài, 49 thành chủ vừa truyền âm cho Cao trưởng lão, chính mình cũng gắt gao nhìn Hồng Quân. Đợi sau khi người của 49 thành chủ đối với Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư xuống tay, ngược hắn cũng lập tức xuống tay với Hồng Quân. Liễu Hàn Thư, người bất quá chỉ là đệ nhất thần giới lĩnh chủ, đầu tiên là bạo loạn cướp đoạt Lạc Phượng Thành, bây giờ lại giết chết Hắc Mang Thành thành chủ, tội ác ngập trời, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
49 thành chủ đã điều động 2 vạn thượng phẩm thần nhân cao thủ, 1 vạn thượng phẩm thần nhân đối phó một người, còn không tin bọn họ không chết được. Trước khi động thủ, Vương thành chủ Đại Nghĩa lẫm liệt nói một câu, tự như giết chết vì chính nghĩa là một việc rất bình thường. Sát! Liên Vựng hô to một tiếng, 2 vạn thượng phẩm thần nhân đồng thời xuất động. Sát! Lần này, đạo thanh âm sát là do 2 vạn thượng phẩm thần nhân đồng thanh phát ra. Hơn 1.000 vạn binh lính đệ nhất thần giới đều bị âm thanh rung trời này làm chấn động, nhiệt huyết sôi trào. 1 vạn đối 1, chênh lệch chiến đấu quá lớn như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua. Hàn Thư lão đệ, có tự tin không? Nghịch Ương ha ha cười, thiên thần khí hồng quân cho hắn đã âm thầm chuẩn bị tốt. 1 vạn đối với 1, ngẫm lại tâm hắn có một chút hăng hái. Nói thật, có tự tin nhưng không lớn. Liễu Hàn Thư cười khổ một tiếng, 1 vạn người đều là thượng phẩm thần nhân ngang với hắn, nghĩ lại có điều bất hảo. Hàn Thư lão đệ, ngươi không thể so với sư đệ ngươi à? Lúc trước dưới một kiếm của Hồng Quân lão đệ, 1 vạn người chết hơn 7.000. Hôm nay chúng ta cũng có cơ hội như vậy, thử xem dưới một kiếm còn có bao nhiêu người sống sót. Nghịch Cương tiếp tục cười to, bay tốt lên trời. Một đạo kim quang nhất thời từ trên người Nghịch Cương phát ra, cả thiên địa đều bị đạo kim quang này chiếu rọi. Nghịch Thiên! Nghịch Cương quát lên một tiếng lớn, chân tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim kiếm. Nghịch Cương bên dưới kim kiếm giống hệt như thiên thần hạ phàm. Nhất kiếm! Kim kiếm đột nhiên vẽ lên trong không trung, một đạo giống như kiếm khí tìm phá không gian phát ra. Từ hắn hướng tới 1 vạn thượng phẩm thần nhân bắn đi, phát ra đạo kiếm khí này, thần lực trong cơ thể Nghịch Cương cũng bị giảm đi 3 thành. Trong cơ thể có cảm giác trống rỗng, để cho Nghịch Cương rất không thoải mái, nhanh chóng bay trở về. Thiên thần khí! Thạch Nhược Tín sửng sốt. Trong khi kim kiếm Nghịch Cương chém ra, hắn chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút, nhưng vừa nhìn lại, để cho mắt hắn không thu lại được, gắt gao nhìn chằm chằm Nghịch Cương. Kim quang nhanh chóng khuếch tán, 1 vạn thượng phẩm thần nhân, ngay cả thời gian phi tản ra cũng không có, đều bị đạo kim quang này vây khốn. Kim quang còn phát ra kiếm khí rung trời, để cho 49 thành chủ đều bị kinh ngạc. Lúc này, bọn họ đã tin, nguyên lai tin đồn rằng bọn Hồng Quân có thiên thần khí, quả thật chính là thiên thần khí. Công kích như vậy vốn không phải là thượng phẩm thần nhân cầm thần khí có khả năng gây ra. Hơn nữa, khí tức thiên thần khí từ kim kiếm thoát ra có thể cho bọn họ thâm thúy cảm nhận được. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú trên người Nghịch Cương, ngay cả những thượng phẩm thần nhân bị đánh văng ra phía sau cũng không thèm chú ý tới. Nguyên lai quân đoàn 1 vạn thượng phẩm thần nhân chỉ còn lại 7.000 người có thể trụ lại, còn 3.000 người đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Như thế nào lại vậy? Một thần nhân rốt cuộc nhìn thấy thảm trạng của 1 vạn thần nhân kia, kinh hô lên một tiếng, nhất thời mọi người toàn lực chú ý tới trên người 7.000 thượng phẩm thần nhân còn lại. Dưới một kiếm, 3.000 hoàn toàn biến mất, 3.000 trọng thương, còn lại 4.000 thần nhân cũng nhiều ít bị thương. 49 thành chủ lại sừng sốt, tin đồn Hồng Quân một kiếm giết chết 7.000 thần nhân xem ra không phải là giả, mà lại còn thiếu một chút sự thực. Theo lời đồn thì Hồng Quân là người lợi hại nhất trong bọn hắn. 9 tòa thành trì đồng thời tôn Hồng Quân làm cộng chủ. Nghịch Cương bất quá chỉ là đi theo Hồng Quân nên danh tiếng mới được nhắc tới. Hôm nay Nghịch Cương nhất kiếm 1 vạn thượng phẩm thần nhân, 3 thành tiêu vong, 3 thành trọng thương, tính ra là 6 thành đều giống nhau bị đánh cho tàn phế, chỉ còn lại 4.000 thượng phẩm thần nhân còn có lực chiến đấu cũng là hoảng sợ như Nghịch Cương. Vừa rồi một kiếm nọ của Nghịch Cương đã hoàn toàn đưa tinh thần chiến đấu bọn họ sụp đổ. Trong lòng mỗi người đối với Nghịch Cương tất cả đều là sợ hãi. Thạch thành chủ, cái kia chân tay Nghịch Cương là cái loại vũ khí gì? Chu Thiên cũng bị một kiếm kinh thiên của Nghịch Cương làm cho kinh động, bay tới bên người Thạch Nhược Tín, nhìn chằm chằm Nghịch Cương hỏi. Đáng chết, thiên thần khí như thế nào lại ở trên tay Nghịch Cương? Thạch Nhược Tín thầm mắng một tiếng, hắn vẫn tưởng rằng chỉ có Hồng Quân mới có thể có thiên thần khí, lần này chỉ cần hắn một mình nắm được Hồng Quân, thiên thần khí nhất định sẽ là của hắn. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến thiên thần khí cũng ở trên người Nghịch Cương, để cho mọi toan tính của hắn đều thất bại. Chu huynh, một thời gian trước từng có lời đồn đãi Hồng Quân bọn họ có 3 người ngẫu nhiên tại huyền tinh thiết quáng may mắn có được thiên thần khí. Thạch Nhược Tín tâm cơ lay động, nhưng trên mặt không có một chút biến hóa, mỉm cười giải thích cho Chu Thiên. Lời đồn đãi này Chu Thiên đã sớm nghe nói, chỉ là hắn không có tin tưởng lắm. Hôm nay thật sự chứng kiến thấy thiên thần khí, trong lòng sớm hối hận.
Nguyên lai, đây là thiên thần khí trong lời đồn. Chu Thiên trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, gật gật đầu, nhưng trong lòng lại hối hận. Nếu hắn biết nơi này có thiên thần khí xuất hiện, dám chắc sẽ mời đại cao thủ trong tộc tới đây tranh đoạt. Hôm nay chỉ có một mình hắn, cố tình muốn chiếm đoạt cũng không có thực lực. Huống hồ Thạch Nhược Tín trước mắt, xem hình dáng của hắn đã sớm biết thiên thần khí tồn tại. Có hắn ở đây, ngàn vạn lần Chu Thiên sẽ không có khả năng có được thiên thần khí. Đúng vậy, trước tưởng là tin đồn, không nghĩ tới lại là sự thật. Khó trách một tên nghịch cương, một tên hồng quân đã đem Lạp Phượng Thành mà chiếm đoạt được. Thạch Nhược Tín thở dài nói, hắn bây giờ hình dáng cùng đông đảo thần nhân đệ nhất giới giống nhau, như là bị thiên thần khí của nghịch cương chiếm trụ ở trong lòng. Thạch Thành Chủ thật sự là hảo phúc khí rồi, hôm nay bọn họ cho dù có vận hảo đến đâu cũng trốn không thoát ngàn vạn lần đại quân của thành chủ đuổi giết. Xem ra sau này Thạch Thành Chủ coi như là đệ nhất cao thủ một tầng này của chúng ta rồi. Chu Thiên quái thanh nói, nghịch cương nhất kiếm mặc dù làm bị thương không ít thượng phẩm thần nhân, nhưng chính là có thể thấy được một kiếm như vậy hắn không thể tiếp tục xuất ra thêm lần nữa. 1.300 vạn thần nhân đánh chết hắn cũng giết không hết. Chỉ cần có được thiên thần khí, mặc kệ đối với Thạch Nhược Tín hay là Chu Thiên mà nói, cho dù hy sinh 1.300 vạn người này cũng là đáng giá. Đây là ngoài ý muốn, thật không biết bọn họ là như thế nào có được thiên thần khí. Chẳng lẽ thật sự tại huyền tinh thiết quáng ngẫu nhiên mà có sao? Thạch Nhược Tín a cười, một điểm cũng không che giấu giá tâm đoạt thiên thần khí của mình. Thiên thần khí nếu đã bại lộ, nơi này vừa là đại bàn của hắn. Chu Thiên gia tộc có cường thịnh đến đâu cũng không có cách nào tranh đoạt cùng hắn. Huống hồ Chu Thiên bất quá chỉ là một hạ phẩm thần nhân. Vậy thật sự chúc phúc cho Thạch Thành Chủ rồi. Chu Thiên lại quái thanh nói, con mắt lộ ra sự ghen ghét mãnh liệt. Đa tạ Chu Huynh, lần này có thể đoạt được thiên thần khí mà nói cũng là có Chu Huynh tương trợ. Chờ sau khi trở về, ta đối với Chu Huynh hảo hảo mà cảm tạ. Thạch Nhược Tín ha ha cười to, đồng thời ra lệnh thuộc hạ 3 vạn thượng phẩm thần nhân phân tán ra, cùng nhau sắp công nghịch ương. Hồng Quân, nghịch ương, Liễu Hàn Thư 3 người còn ở trước cửa thành lăng không mà đứng. 3 vạn thượng phẩm thần nhân từ 4 phương 8 hướng bao vây đến. Đối với Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư xem như không thấy, trực tiếp hướng nghịch ương mà đi tới. Lên huynh, thiên thần khí. Vương Thành Chủ hướng lên vựng truyền âm nói, thiên thần khí hiện thân, nếu nói tâm không động là nói dối. 49 thành chủ trong lòng đều gấp gáp, chỉ là Thạch Nhược Tín một mực uy nghiêm. Mặc dù nói bọn họ địa vị ngang hàng, đều là thành chủ, nhưng không có mệnh lệnh của Thạch Nhược Tín, bọn họ ai cũng không dám hành động tùy tiện. Tạm thời cứ chờ xem đã, cho dù chúng ta có lấy được cũng không thể giữ được. Liên Vựng thở dài, hắn có chút kích thích, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Thiên thần khí công khai xuất hiện, hắn tuy nói là một thành chủ, nhưng cũng giống như một con kiến trong một đám người bu đông đen như thế này, căn bản không có biện pháp cùng các đại chủng tộc chống lại. Nghịch ương lão ca, có muốn bọn đệ hỗ trợ không? Hồng Quân mỉm cười nói, Thạch Nhược Tín bọn họ bày mưu tính kế, Hồng Quân trong lòng cũng có tính toán. Thiên thần khí đã lộ ra, bọn người này không thể nào không nhào tới. Không cần, đã lâu không được thỏa mãn chém giết như thế này, trước hết cứ giao cho ta, nếu không được bọn đệ hãy lên. Nghịch cương ha ha cười, kim kiếm giơ lên hướng tới đám người mà bắt đầu một màn chém giết. Liên Vựng, Vương Triều, mệnh lệnh cho người của các ngươi công kích Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư. Nghịch cương, các ngươi tạm thời không cần phải xen vào. Bọn người Liên Vựng đang đứng xem cuộc chiến, Thạch Nhược Tín tự mình hạ mệnh lệnh. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, Thạch Nhược Tín không có khả năng cho bọn họ có cơ hội cướp đoạt thiên thần khí. Các vị thành chủ, nếu Thạch Nhược Tín ta đoạt được thiên thần khí, nhất định sẽ không khuy đãi các vị. Sau này khi đã hạ được 9 tòa thành trì, tất cả chiến lợi phẩm đều quy cho các ngươi. Hoàng Sa Thành ta một chút cũng không động tới. Chúng thành chủ còn đang do dự thì Thạch Nhược Tín lại truyền âm đến. 49 thành chủ hai mắt đều sáng ngời. Thiên thần khí bọn họ có muốn cũng không dám. Có thể có nhiều một chút chỗ tốt cũng là rất có khả năng. Các vị thành chủ, chúng ta trước tiên phái 50 vạn thượng phẩm thần nhân vây công Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư. Bọn họ không có thiên thần khí, dưới 50 vạn đại quân vây công, ta không tin bọn họ không chết được. Lý Phong đã chết, Hắc Mang Thành đều là nhìn Thạch Nhược Tín. Hôm nay Thạch Nhược Tín đã mang quyền chỉ huy Hắc Mang Thành giao cho Liên Vựng. Nghịch cương múa kim kiếm vào trong đám người. Những người này có tu vi thượng phẩm thần nhân, nhưng lại chỉ sử dụng tiên khí, căn bản không phải là đối thủ của nghịch cương.
cơ hồ mỗi nhát kiếm chém xuống đều làm cho mấy thần nhân tử vong hoặc bị thương nặng. Bọn họ tốc độ cũng rất nhanh, bất quá không thể so được với kiếm khí khổng lồ sắc bén của thiên thần khí phát ra. Thống khoái, thật là thống khoái. Nghịch Ương cao hứng hô một tiếng, bản thân hắn cũng chịu không ít thần nhân công kích. Nghịch Ương cũng bị một vài vết thương nhẹ, càng bị thương càng làm kích phát hào khí của Nghịch Ương, trên tay kim kiếm huy vũ tốc độ càng nhanh. Sư huynh, chúng ta cũng có thể hoạt động một chút nào. Tình huống Nghịch Ương coi như tạm ổn, thần nhân căn bản không có khả năng tới gần Nghịch Ương. Công kích của bọn họ bây giờ cũng chỉ làm cho Nghịch Ương bị thương nhẹ, đối với hắn không phải là uy hiếp quá lớn. 50 vạn thần nhân các cấp đồng thời xông tới, chiến trường trong không trung lại mở rộng, cũng bị 50 vạn thần nhân này làm thành một rào cản bằng thân thể. Người bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới hai người Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư, chỉ có thể dùng thần thức quan sát. 50 vạn còn lại có thể chính thức công kích Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư, bất quá chỉ có 5 vạn mà thôi, còn lại đều chờ ở phía sau luân lưu mà công kích. Sư huynh, sát! Hồng Quân trên người lại thắt ra các loại lãnh khí này, lãnh khí lần này so với lúc trước còn muốn mạnh hơn. 50 vạn người công kích bọn họ cùng với 1 vạn đang vây công Nghịch Cương trong lòng đều phát lạnh, chỉ là bọn họ căn bản không phát hiện được cảm giác này là do Hồng Quân gây ra cho bọn họ. Háo, háo, sát! Liễu Hàn Thư cũng hô to một tiếng, trực tiếp rút ra thiên thần khí. Đây cũng là ý tứ của Hồng Quân, nếu muốn giết một cách tàn sát, bây giờ 50 vạn người ở bên ngoài đích xác chỉ có thể dùng thiên thần khí quần sát để chiếm thiên cơ. Lại là một đạo kim quang từ trên người Liễu Hàn Thư phát ra, nghịch thiên nhất kiếm của hắn không bằng Nghịch Ương, đánh ra cũng là vô dụng, phát ra một đạo kiếm khí thẳng tắp xuyên qua vô số thần nhân phía trước, trực tiếp phá ra một cái thông đạo. Thiên thần khí! Mọi người lại kinh hô, không nghĩ tới sau khi Nghịch Ương xuất hiện thiên thần khí, trên người Liễu Hàn Thư cũng có thiên thần khí. 50 vạn đại quân đang vây quanh hai người bị một kiếm này của Hàn Thư giết tới hơn 5.000 hạ phẩm thần nhân, hơn 300 trung phẩm thần nhân, còn có hơn 2 vạn hạ phẩm thần nhân bị thương. Có tới 2 kiện thiên thần khí ư? Thạch Nhược Tín sửng sốt rồi lại mừng như điên. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có một kiện thiên thần khí, căn bản không có nghĩ tới Hồng Quân bọn họ có tới 2 kiện thiên thần khí. Sao? Có tới 2 kiện thiên thần khí sao? Chu Thiên hai mắt hồng lên, đã xuất truyền tấn trộm đưa tin về bên trong gia tộc, nhanh phái cao thủ đến đây. Chu Thiên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ba người Hồng Quân nhất định cầm cự tới khi người của Chu gia đến. Chỉ cần Chu gia đến, việc đoạt lấy một kiện thiên thần khí thì Thạch Nhược Tín cũng không dám nói cái gì. Sư huynh đánh hay lắm, xem phá thiên kiểu kiếm của đệ. Hồng Quân ha ha cười, một thanh tiểu kim kiếm từ trong tay rất nhanh hóa lớn, lại từ một phân thành chín. Chín thanh kim kiếm tự động phi tới không trung, mỗi thanh kiếm đều bộc phát ra một cỗ kiếm khí so với vừa rồi của Liễu Hàn Thư phát ra yếu hơn một chút. Chín phương hướng lập tức đánh tan 50 vạn đại quân đang vây công hai người. Thiên thần khí có thể chia thành 9 thanh kiếm sao? Thạch Nhược Tín trợn tròn mắt, thiên thần khí của Hồng Quân so với Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư còn muốn tốt hơn. Thiên thần khí hắn xuất ra chính là thượng phẩm thiên thần khí phá thiên. Phá thiên có thể chia làm 9 kiện trung phẩm thiên thần khí, chia ra làm 9, uy lực so với một kiện còn muốn lớn hơn. Mới nhìn sơ thấy thiên thần khí này có thể phân làm 9, Hồng Quân đặc biệt là nhờ Tần Vũ luyện chế cho hắn. Phá thiên nhất kiếm phối hợp với thiên thần khí phá thiên, một kiện phân thành 9, chính là phá thiên cửu kiếm mà Hồng Quân mới phát minh. Kỳ thực chính là mỗi kiện đồng thời phát ra phá thiên nhất kiếm. Chín đạo kiếm khí, mỗi một đạo không có uy lực tàn phá của Liễu Hàn Thư, cũng không có cái kinh người của Nghịch Ương, chỉ là chiêu nghịch thiên kiểu kiếm này của Hồng Quân tàn sát thần nhân so với hai người bọn hắn cộng lại nhiều hơn rất nhiều. Chín kiếm tổng cộng mang đi 1.800.000 sinh mệnh hạ phẩm thần nhân, hơn 5 vạn hạ phẩm thần nhân bị thương, còn có 3.000 trung phẩm thần nhân bị thương. 50 vạn quân đội của đệ nhất thần giới đang với công Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư đều bị mỗi người một lần công kích làm rối loạn hoàn toàn. Cao trưởng lão, triệu tập tất cả các cao thủ của chúng ta về đây gấp đi. Nghịch Cương, mặc kệ hắn, cái kia thân thần khí trên tay Hồng Quân ta nhất định phải có nó. Thạch Nhược Tín âm thầm truyền âm, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào trên thân thanh kiếm bây giờ từ 9 đã hợp lại thành 1 trên tay của Hồng Quân. Trời ạ, có tới 3 kiện thân thần khí à? Chu Thiên bây giờ không phải ghen ghét Thạch Nhược Tín mà là Hồng Quân ba người bọn họ.
Chu Thiên đã có một kế hoạch tỉ mỉ. Sau sự việc này, vô luận như thế nào cũng phải đoạt được một kiện thiên thần khí. Huyền tinh thiết quáng nơi nào đó cũng phải cẩn thận tìm kiếm một phen. Thiên thần khí của ba người Hồng Quân tuyệt đối không phải vô cớ mà xuất hiện. Thiên thần khí? Sao lại nhiều thiên thần khí thế này? Liên Vựng cùng 49 thành chủ lại một phen khiếp vía. Bọn họ cho rằng nhược điểm của chính mình là không có một vũ khí tốt. Thần nhân cầm tiên kiếm mà đánh với thần nhân cầm thiên thần khí, kết quả chỉ có thể là lấy trứng mà chọi với đá. Hồng Quân huynh đệ đánh rất hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau đại khai sát giới một phen, xem lần này giết được bao nhiêu, nhiều như thế nào nào. Ngụy Cương ha ha cười to bay đi. Vừa rồi sau một hồi công phu, 200 tượng phẩm thần nhân đã chết dưới kiếm của Ngụy Cương. Bất quá Ngụy Cương trên thân thể cũng đã bị nhiều vết thương màu xám, nhìn không ra hình dáng thần khí chiến y nữa. Ngụy Cương lão ca, ngươi còn khí lực sao? Hồng Quân a a cười nói, vừa rồi chém giết kịch liệt, thần nhân vây công Ngụy Cương rất nhiều, hơn nữa không giống với Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư bên này. Vây công Ngụy Cương tất cả đều là thượng phẩm thần nhân cao thủ, cho dù có thiên thần khí cùng thần khí chiến y, Ngụy Cương giết không ít người, thế nhưng cũng tiêu hao thật lớn khí lực. Bây giờ trong cơ thể thần lực đã không còn tới năm thành. Nói đùa sao, chỉ giết những tên tiểu súc sinh như thế này, ta còn có thể cùng các ngươi tiếp thêm 300 hiệp. Đến đây đi, xem chúng ta ai giết nhiều hơn. Ngụy Cương vừa cười to vừa xông ra ngoài. Lần này mục tiêu của Ngụy Cương đã thay đổi, không sống chết đánh nhau cùng mấy thượng phẩm thần nhân đang vây công hắn nữa, mà là lao vào bên trong liên quân 50 thành mới vừa bị Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư giết chết hơn 2 vạn người, tiếp tục một màn chém giết. Thượng phẩm thần nhân đối chiến với hạ phẩm thần nhân, lại có thêm thiên thần khí hỗ trợ. Chỉ một lúc sau, người của đệ nhất thần giới đã bị Ngụy Cương giết đến mấy trăm. Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư cũng ha ha cười to gia nhập trận chiến. Ba người biến thế bị động thành chủ động, còn tìm hạ phẩm thần nhân của đối phương mà xuống tay. Nhất thời chiến trường dấy lên một trận nổi loạn, vô số hạ phẩm thần nhân bị ba người truy giết tìm đường mà thoát thân. Ngu xuẩn, bắt bọn chúng qua lại mau! Thạch Nhượng Tín khẩn trương gắt gỏng quát. 50 vạn quân đội chống lại ba người, kết quả là bị ba người đánh cho tan tác, khắp nơi loạn đào, trở thành một mảnh hỗn loạn. Cao thủ thuộc hạ của Thạch Nhược Tín ngay cả muốn nhảy vào cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng chờ, phòng ngừa ba người Hồng Quân đào tẩu. Ha 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 ha, sảng khoái, thật là sảng khoái à. Liễu Hàn Thư điên cuồng cười to, một đạo kim quang lại xuất ra, thu hoạch hơn 10 tính mạng hạ phẩm thần nhân. Giết hay lắm, mấy tên tiểu súc sinh đáng chết này, hàng năm không biết có bao nhiêu người của đệ nhất thần giới chúng ta chết trong tay bọn chúng, không biết bao nhiêu thành quả của chúng ta đều bị bọn chúng cướp đi. Sư huynh, Ngụy Cương lão ca, ta lại vừa giết thêm không ít rồi đấy, các ngươi cũng phải cố gắng lên chứ. Hồng Quân ha ha cười, phá tiên của hắn có thể phân làm 9, mà lực lượng của Hồng Quân đến từ nguyên anh trong cơ thể, mà lực lượng nguyên anh lại đến từ vô danh vật chất màu xám. Vô danh vật chất màu xám chính là sau khi thần nhân chết đi mà thành. Trên bầu trời còn có vô số, Hồng Quân căn bản không có cảm giác kiệt lực, ngược lại giết chóc càng ngày càng mạnh mẽ. Hey, tiểu tử này! Ngụy Cương cùng Liễu Hàn Thư đều là sừng sốt. Hồng Quân một kiếm chia làm 9, một bực dụng phá thiên kiếm khí truy sát hạ phẩm thần nhân. Ngụy Cương cùng Liễu Hàn Thư trong khi giết được 5.000 hạ phẩm thần nhân, thì Hồng Quân một mình đã giết được hơn 3 vạn. Bây giờ bên người Hồng Quân, thần nhân tốc độ đào thoát là nhanh nhất, căn bản không người nào dám cùng Hồng Quân động thủ. Một đám phế vật! Thạch Nhược Tín sắc mặt xanh lét. 50 vạn quân đoàn binh lính chết đi chưa phải là nhiều lắm, đến bây giờ cũng chỉ có không tới 5 vạn, 30 vạn đã đào tẩu tàn đi ra ngoài. Bọn người Liên Vực như thế nào cũng không thể khiến bọn họ quay lại được. Tràng diện hỗn loạn này căn bản bọn hắn không có khả năng khống chế. Giết chóc hoàn toàn là giết chóc, mặt khác làm cho người ta không dám tin tưởng được. Ba người đánh giết làm hơn 50 vạn người phải loạn đào, cuối cùng giết chết khoảng 8 vạn có thừa, bị thương mười mấy vạn, làm cả đại quân đoàn 50 vạn người hoàn toàn tan nát. Sự việc này nếu là một địa phương khác mà nói, dám chắc không ai tin tưởng. Bất quá nếu nói ba người này đều có thiên thần khí, vậy có thể làm một ít người tin tưởng được. Giá trị của thiên thần khí, mặc kệ là đệ nhất thần giới hay là đệ nhị thần giới, đều là vật phẩm đáng giá nhất mà thần nhân có được. Có thiên thần khí, một mình chống lại tượng phẩm thần nhân còn không sợ, đương nhiên ngoại trừ Hồng Quân. 50 vạn đại quân bỏ mạng, hơn 8 vạn kéo mười mấy vạn thương binh quay trở lại trận địa của mình.
Ngoài cửa Thái Bình Thành, ba người Hồng Quân hoàn toàn giống như ba sát thần uy phong lẫm liệt, hư không mà đứng. Bất luận kẻ nào đều không dám coi thường họ nữa. Thế nào, còn có ai nữa không? Bốn thành chủ ta tất cả sẽ đều đón tiếp. Nghịch Cương cười to, trận đấu vừa rồi Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư không thể so được với Hồng Quân, hai người cộng lại so với Hồng Quân chết được một nửa cũng không tới. Ngoại trừ than vãn Hồng Quân quá biến thái, chỉ có thể tìm kẻ khác mà phát tiết. Nghịch Cương lão ca, ngươi trước tên nên nghỉ ngơi một chút đi. Hồng Quân khẽ cau mày, thần lực trong cơ thể Nghịch Cương chỉ còn lại có ba thành. Bây giờ binh lính đệ nhất thần giới đang quay lại đều là thượng phẩm thân nhân lúc trước, Nghịch Cương có thể gặp nguy hiểm. Hảo, ta hiểu được, các ngươi tiếp tục giết đi. Nghịch Cương gật gật đầu, hắn chính là biết rõ tình huống của mình nhất, lập tức nắm lấy thần thạch khôi phục lực lượng của vô danh không gian, trực tiếp lăng không điều tức. Nghịch Cương, Hồng Quân, Liễu Hàm Thư, các ngươi nếu giao ra thiên thần khí, ta có thể đáp ứng không giết các ngươi. Hơn nữa, Hoàng Sa Thành sẽ không còn gây khó dễ cho chín thành trì của các ngươi nữa. Thạch Nhược Tín lớn tiếng khoác lác, đối với biểu hiện của 50 thành liên quân, hắn vô cùng thất vọng. Sư đệ, ngươi có nghe thấy không? Không biết heo chó nhà ai đang kêu loạn kia kìa. Liễu Hàn Thư ngửa mặt lên trời cười to, Hồng Quân cũng từ sắc mặt mỉm cười biến thành lạnh như băng. Thạch Nhược Tín lại phạm vào điều kiêng kỵ của Hồng Quân. Trước giờ những ai muốn cướp đoạt đồ vật của Hồng Quân đều không có một người nào có được kết cục tốt. Lớn mật! Cao trưởng lão nộ hét một tiếng. Liễu Hàn Thư dám so sánh Thạch Nhược Tín với heo chó, tất cả người của Hoàng Sa Thành đều căm tức nhìn Liễu Hàn Thư. Cho các ngươi đừng sống mà còn không muốn, vậy bồn thành chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Thạch Nhược Tín sắc mặt âm lãnh, hắn khuyên hàng cũng không có nghĩ tới Hồng Quân bọn họ sẽ đáp ứng. Cao trưởng lão, người đích thân dẫn phong, vũ, lôi, tam đoàn tới bắt bọn chúng đi. Thạch Nhược Tín hướng tới cao trưởng lão bên cạnh hạ mệnh lệnh, vừa truyền âm phân phó cho 49 thành chủ còn lại đang ở xa xa, để bọn họ tạm thời không nên gây chuyện lộn xộn. Phong, vũ, lôi là do Thạch gia bí mật bồi dưỡng thành 3 trung đội thượng phẩm thần nhân, tổng cộng 3.000 người. Lần này Thạch Nhược Tín vì cướp đoạt thiên thần khí của Hồng Quân mà dẫn theo 3 trung đội này. Hôm nay chính là lúc bọn họ phát uy. Phong đoàn 1.000 thần nhân đều là tu luyện công pháp giống nhau, 1.000 người sinh hoạt cũng là cùng một chỗ. Sau một thời gian dài, có thể đoán được mức độ phối hợp của 1.000 người này là như thế nào. Có thể không chút nào khoa trương khi nói phong đoàn dù chỉ là 1.000 thần nhân, nhưng là năng lực bọn họ hợp kích thì đến thiên thần cũng không dám đón đỡ. 1.000 thần nhân đặc biệt có một bộ công pháp chuyên trận thế hợp kích này thì chiến đấu lực không yếu hơn so với 1.000 thượng phẩm thần nhân. Vũ đoàn cùng phong đoàn không sai biệt lắm, bất đồng chính là 1.000 người của vũ đoàn tu luyện công pháp bất đồng, 1.000 người 1.000 công pháp tu luyện. Những công pháp này phối hợp một cách hoàn mỹ, chiến đấu lực của bọn họ mạnh hơn một chút so với phong đoàn. Lơ đoàn là thần bí nhất và cũng là cường đại nhất của Thạch gia. Lôi đoàn 1.000 người có thể bố trí thành một tòa diệt thiên đại trận. Diệt thiên đại trận được mệnh danh là trời cũng có thể tiêu diệt. Bất quá, chưa có ai gặp qua được bọn họ diệt thiên. Diệt thiên chỉ là một cách đặt tên theo uy lực của đại trận này. Sau khi diệt thiên đại trận do lôi đoàn 1.000 người thần nhân phát động, diệt thiên thì không thể, nhưng là vô luận thần nhân hay bất kỳ cái gì ở trong trận đều có thể đem hắn đánh cho nát bấy. Tại cái không gian không có thiên kiếp này, diệt thiên đại trận phát động công kích chính là lôi điện, so với thần kiếp uy lực còn muốn mạnh hơn. Hơn nữa là vẫn đuổi theo sát mà giết cho đến khi chết mới thôi. Cho đến bây giờ Thạch gia sử dụng đại trận này tính ra rất ít, và chưa có người nào thoát khỏi đại trận này. 3.000 người chia làm 3 đoàn vừa mới xuất hiện liền khiến cho Hồng Quân chú ý và cảnh giác. 3.000 người này rõ ràng cùng với số người lúc trước bất đồng, bọn họ cơ hồ hành động hoàn toàn nhất trí. Hơn nữa, 3.000 người này cùng một chỗ, trong mắt mỗi người đều chỉ là sát ý, ngay cả ánh mắt đều có thể nhất trí. Loại người này lập tức để cho Hồng Quân cảm thấy không ổn. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, chúng ta không nên hơn thua nhau nữa. 3.000 người này không phải dễ đối phó đâu. Một hồi đánh không lại, chúng ta liền rút lui, ngựa trên thiên thần khí mà phi hành. Ta không tin những người này có khả năng đuổi theo kịp chúng ta. Hồng Quân gấp rút truyền âm cho Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư, mục đích của bọn họ cơ bản cũng đã đạt được. Cửu Thiên cũng đã mang theo 200 vạn thần nhân cuối cùng của Thái Bình Thành thoát ly tới nơi an toàn. Nhiệm vụ của ba người đã hoàn thành, đã đến lúc phải rút lui. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đặc biệt là tên Hồng Quân. Nếu ngươi chịu đầu hàng,
ta cũng không ngại, ngươi là người của đệ nhị thần giới, sẽ trọng dụng ngươi. Con át chủ lực đã xuất ra, Thạch Nhược Tín cũng trở nên dễ dãi. Hắn đối với năng lực của ba đoàn này phi thường tự tin, cho dù Hồng Quân bọn họ ba người có thiên thần khí cũng không có khả năng đào thoát dưới tay Phong, Vũ, Lôi đoàn này. Đừng nói còn có trận pháp, chỉ bằng với thực lực của Hồng Quân thể hiện nãy giờ, Thạch Nhược Tín đã nổi lên lòng ái mộ. Chỉ cần bọn họ giao thiên thần khí trong tay ra, Thạch Nhược Tín thậm chí nguyện ý giao chín thành trì này cho bọn hắn quản lý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hồng Quân chín thành phải hoàn toàn thần phục Thạch Nhược Tín hắn. Quy hàng ư? Hồng Quân vừa nhíu mày. Thạch Nhược Tín, ta khuyên ngươi không nên nằm mơ nữa. Ta thừa nhận 3.000 người này của các ngươi rất mạnh, mạnh đến nỗi chúng ta không dám nắm chắc sẽ đối phó được. Thế nhưng nếu ngươi tưởng rằng với 3.000 người này có thể bắt được chúng ta thì quá ngây thơ rồi. Hồng Quân bây giờ vẫn chưa bị thương tổn gì, nhưng hắn biết vô luận Liễu Hàn Thư hay là Nghịch Cương, thần lực đều đã tiêu hao gần hết, không sai biệt lắm. Nhìn Thạch Nhược Tín vì thiên thần khí mà bắt buộc phải tung ra chiêu bài tối hậu, Hồng Quân tin tưởng cho dù bọn họ có đào tẩu thì Thạch Nhược Tín cũng sẽ dẫn người đuổi giết theo. Thật không? Thạch Nhược Tín cười tự tin nói. Hảo, hôm nay sẽ cho các ngươi nếm thử uy lực của Phong Vũ Lôi đoàn của ta. Thạch Nhược Tín vừa dứt lời, Cao trưởng lão đã mang theo Phong Vũ Lôi đoàn phân biệt bao vây ba người. Phong đoàn vây quanh Nghịch Cương, Vũ đoàn vây quanh Liễu Hàn Thư, mà cực mạnh chính là Lôi đoàn, tất nhiên là bao vây Hồng Quân. Hồng Quân! Thanh âm của Thạch Nhược Tín lại vang lên. Bốn thanh chủ có lòng ái mộ ngươi, nếu ngươi chịu quy hàng giao ra thiên thần khí thì Hồng Quân chín thành này còn có thể giao cho các ngươi quản lý, chỉ cần các ngươi trung tâm thần phục Hoàng Sa Thành mà thôi. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu còn không đáp ứng lập tức cho các ngươi chết không còn chỗ chôn. Thạch Nhược Tín lại thuyết phục một phen, xem như là hạ thông điệp cuối cùng. Tùy ý xem lướt qua Lôi đoàn 1.000 thần nhân, Hồng Quân mỉm cười. Thạch thành chủ, ba huynh đệ ta không làm nhọc tâm ngươi nữa. Những người này của ngươi ta thừa nhận là đánh không lại, nhưng cũng đừng mơ tưởng vây khốn được chúng ta. Thạch Nhược Tín sắc mặt biến đổi, cuối cùng hạ quyết tâm lớn tiếng ra lệnh. Mau công kích! Coi như 1.000 thần nhân của Lôi đoàn trong khi đang chuẩn bị công kích, đột nhiên phát hiện Hồng Quân vốn đang bị bọn họ vây quanh ở chính giữa đã tiêu thất. Cái cách biến mất kỳ diệu như thế này làm cho bọn họ cảm giác hình như là thuấn di. Là thuấn di sao? Cao trưởng lão kinh hô. Thuấn di trong mắt bọn họ là thần thông chỉ có thần vương mới có thể sở hữu, vậy mà hôm nay lại xuất hiện trên người một gã hạ phẩm thần nhân. Cao trưởng lão chính là người có kiến thức cao nhất, cũng không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Còn muốn vây khốn ta? Hồng Quân đang tránh ở không trung vật chất màu xám, nhìn thoáng qua Lôi đoàn ở phía dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt. Sau một khắc, thân ảnh Hồng Quân đã xuất hiện lại trong vòng vây của Lôi đoàn. Nghịch Cương tất cả không thể so với Hồng Quân có bản lĩnh thuấn di đặc thù như vậy. Công kích của địch nhân chỉ có thể liều mạng đánh bừa. Phá thiên nhất kiếm, nghịch thiên nhất kiếm, những chiêu thức cực mạnh này của Nghịch Cương đều đem ra sử dụng hết. Thế nhưng Phong đoàn dù sao cùng với quân đội thần nhân bình thường bất đồng, công kích của Nghịch Cương căn bản chưa mang đến cho đối phương thương tổn gì, ngược lại bị một cái đại hình của Phong đoàn công kích chúng. Trung phẩm thần khí chiến y hoàn toàn bị phế, thần khí cũng bị trọng thương. Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện bên người Nghịch Cương. Nghịch Cương lão ca! Nhìn Nghịch Cương thân bị thương nặng, Hồng Quân trong lòng nổi lên một tia tức giận, nhưng cố gắng đè ép xuống. Chúng ta đi! Giọng nói vừa phát ra, thân ảnh hai người liền hoàn toàn biến mất, khiến cho 1.000 thần nhân Phong đoàn cũng là vô cùng kinh ngạc. Liễu Hàn Thư đang bị Vũ đoàn vây quanh. Giờ phút này, cho dù Hàn Thư thân thể cường hãn bao nhiêu đi chăng nữa, thân đã bị trọng thương, hành động đã bị trì hoãn đi rất nhiều, thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Nếu tiếp tục, nhất thời nhất khắc nữa sợ rằng không còn sức lực để chiến đấu. Hồng Quân ba lần thuấn di đem Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư trọng thương toàn bộ cứu ra. Ba người chân đạp thiên thần khí, Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư ở hai bên Hồng Quân. Nhìn hai người trọng thương, Hồng Quân mặt hướng về phía Thạch Nhược Tín lớn tiếng nói. Thạch Nhược Tín, hôm nay chúng ta xem như thất bại. Bất quá, người nhớ kỹ, ta Hồng Quân tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai. Người không phải muốn thiên thần khí sao? Hảo, vậy ngươi kéo tới Hồng Quân thành của ta, ta xem ngươi mời bao nhiêu vị trận pháp cao thủ có thể phá được Hồng Quân thành của ta hay không. Hồng Quân lần này rất tức giận, mặc dù trên chiến trường bị thương thậm chí tử vong đều là quá bình thường. Bất quá chuyện này chính người thân của mình bị thương, Hồng Quân là nhịn không được một trận đả kích.
Thạch Nhược Tiến lúc này cũng là ngây ngốc nhìn. Mặc dù Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư bị thương nặng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Hồng Quân cư nhiên từ trong lôi đoàn cũng có thể thoát ra, còn cứu đi Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư. Điểm ấy để cho Thạch Nhược Tín một đời có chút không cách nào tiếp nhận. Hồng Quân thành sao? Thạch Nhược Tín ba người cước đạp thiên thần khí chợt lóe lên rồi biến mất mà không thấy thân ảnh, thì thào lẩm bẩm: "Hảo, Hồng Quân, ta lập tức kéo quân tới Hồng Quân thành của ngươi, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực." Bây giờ Thạch Nhược Tín đã dám chắc chuyện Hồng Quân định dẫn bọn họ tới Hồng Quân thành có thể có chút ngoài dự liệu của Hồng Quân. Lần này bọn họ đích thực là bại lui mà không phải là rút lui chiến lược. Bây giờ tình hình đã không giống lúc trước, chỉ cần chuyện xảy ra ngoài dự liệu của địch nhân, Thạch Nhược Tín mới dám xông vào trận địa bày sẵn của Hồng Quân, bởi vì thực lực của bọn họ bây giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của Hồng Quân. Huống chi còn có 3 kiện thiên thần khí, trong đó một kiện có thể chia ra làm 9, hấp dẫn như vậy căn bản không gì có thể ngăn cản được Thạch Nhược Tín. Cho dù Hồng Quân có 7 thiên la địa võng chở hắn, Thạch Nhược Tín hắn cũng muốn xông vào một phen. Tốc độ thiên thần khí đích xác kinh khủng, cho dù thần lực có cạn kiệt, với thiên thần khí chỉ dùng thời gian có 2 ngày đã mang 3 người Hồng Quân về tới Hồng Quân thành. Nghịch Cương trọng thương, Liễu Hàn Thư trọng thương, đây là kết quả của một trận đánh kinh hoàng. Tiểu Quân, lão ca ta xin lỗi ngươi. Nghịch Cương vẻ mặt buồn rầu nhìn Hồng Quân nói. Hồng Quân cũng là sửng sốt, rõ ràng nghe không hiểu Nghịch Cương nói gì. Nghịch Cương lão ca, ngươi tại sao lại xin lỗi ta? Ngươi cùng sư huynh đều giết không ít à? Không phải chuyện này, Nghịch Cương nói. Ngươi đã tốn công tốn sức 3 năm để luyện chế cho ta một kiện thần khí chiến y nọ, giờ đã hỏng mất rồi. Hồng Quân vừa sửng sốt lập tức cười ha hả. Nghịch Cương lão ca, ta còn tưởng chuyện gì, chỉ một kiện trung phẩm thần khí chiến y thôi mà, cần gì phải tiếc nuối như vậy. Chờ chúng ta chiếm lĩnh được huyền tinh thiết quáng rồi, ngươi muốn nhiều ít bao nhiêu, ta liền luyện chế cho ngươi bấy nhiêu. Hồng Quân vô vỗ ngực nói. Hàn Thư, Hàn Thư. Hai người đang nói, Lâm Phi nhận được tin tức rất nhanh chạy tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã vang lên. Vừa vào phòng riêng, liếc mắt thấy Liễu Hàn Thư muốn nhích một chút, đều là rất cố gắng, hết sức, nước mắt lập tức trào ra, ngã xuống thân thể Hàn Thư đang nằm trên giường, khóc nức nở. Lâm Phi vừa khóc, khiến cho Hồng Quân trong lòng có tư vị không thoải mái. Dù sao, nếu không phải vì chính mình, vậy bây giờ sư huynh cùng chị dâu hẳn là đang trải qua một cuộc sống hạnh phúc, vô tranh vô thế. Liễu Hàn Thư nhìn thấy Lâm Phi hắc hắc nở nụ cười, nhưng người đang bị trọng thương khiến cho nụ cười chuyển thành ho khan. Phi Phi, đừng khóc nữa, nàng xem là chồng nàng không tốt sao, không có việc gì, ngoan, đừng khóc nữa. Hồng Quân trong lòng vừa mới tức giận, một tia áy náy bị lời nói này của Liễu Hàn Thư đánh cho vỡ tan, cùng Nghịch Cương liếc nhau để một trận ác hàn. Lời âu yếm đối với một tiểu hài tử đem dỗ dành một thần nhân đã sống không biết bao nhiêu năm cũng bị Hàn Thư hắn nói ra khỏi miệng. Lâm Phi cũng bị một câu nói này của Liễu Hàn Thư làm nàng phải khúc khích nở nụ cười, trong ánh mắt còn đọng lại lệ châu, chân mặt hiện ra một mảng đỏ ửng. A nói, Tiểu Sương cùng Nghịch Cương đại ca còn ở đây nói chuyện chú ý một chút đi. Không có việc gì, bất quá. Liễu Hàn Thư nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Phi, trong lúc nhất thời không biết nên biểu lộ ngôn ngữ gì. Làm sao vậy? Lâm Phi kinh ngạc hỏi, không rõ Liễu Hàn Thư bất quá là rốt cuộc muốn nói cái gì. Phi Phi, là ta muốn nói, nàng thật đẹp. Liễu Hàn Thư hai mắt còn đang nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phi, nhưng Lâm Phi đã sớm cúi gầm mặt, gương mặt vốn đã có chút đỏ ửng, bây giờ lại thêm hồng, nhỏ giọng nói. Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, bây giờ còn nói chuyện này làm gì? Phi Phi, ta nói thật mà. Liễu Hàn Thư vội la lên. Được rồi, ta biết, chàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Phi nhìn hình dáng Liễu Hàn Thư yêu thương dâng trào, nhanh chóng thúc giục Liễu Hàn Thư nghỉ ngơi dưỡng thương. Chị dâu, xin lỗi, đều tại ta không chiếu cố tốt cho sư huynh. Hồng Quân gãi gãi đầu đi tới sau lưng Lâm Phi nói. Lâm Phi lau lau khóe mắt, xoay người lập tức hướng Hồng Quân cười nói. Tiểu Sương, chuyện này không trách ngươi được, muốn trách phải trách hắn học nghệ chưa tinh, cho dù chết cũng là đáng lắm. Một câu cuối cùng là Lâm Phi cắn răng nói ra, rõ ràng không phải là thật tâm suy nghĩ của nàng, nhưng nàng không trách Hồng Quân, chuyện này cũng là sự thật. Hồng Quân cười khổ nói, chị dâu, ta biết ngươi có hảo ý để ta không tự trách mình, bất quá việc này đích xác làm ta oán hận chính mình, đều tại ta quá tự tin,
mới dẫn tới sư huynh cùng Nghịch Cương lão ca đều trọng thương như thế này. Ta nói này tiểu quân, ngươi còn nói như vậy nữa, nghĩa là đã coi huynh đệ chúng ta như người ngoài rồi. Huynh đệ là cái gì? Chính là đồng sinh cộng tử mà. Nghịch Cương ở một bên có chút mất hứng, tức tối mở miệng nói. Chính là Nghịch Cương đại ca nói rất đúng. Liễu Hàn Thư vốn đã nằm xuống, nghe Nghịch Cương nói vậy vội vàng nhòm dậy ở một bên phụ họa. Lâm Phi cũng là đối với ba người không có biện pháp, thở dài nói. Các ngươi đúng là ba kẻ chiến đấu mà phát cuồng, sau này tất cả đều phải cẩn thận một chút. Hồng Quân nhìn Lâm Phi quả thật đã có lòng tin cậy, băn khoăn trong lòng cũng giảm ít nhiều, cười nói. Đúng đó sư huynh, chị dâu nói chuyện chính là rất có đạo lý, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nói đúng lắm, phải cẩn thận, cẩn thận. Nghịch Ương cũng một bên phụ họa. Trong Hồng Quân Thành, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư bắt đầu an tâm tĩnh dưỡng. Hồng Quân còn lại là muốn lợi dụng khoảng thời gian này dùng trận pháp gia cố lại Hồng Quân Thành, muốn tạo cho mọi người một cái ảo giác rằng Hồng Quân Thành chính là phòng tuyến cuối cùng của bọn hắn. Lại nói Thạch Nhược Tín mang theo hơn 1.000 vạn đại quân hành quân trong một thời gian dài, ngoại trừ Hồng Quân Thành ra, toàn bộ đều là thành không nhà trống. Nơi đại quân Thạch Nhược Tín trú đóng đều là một mảnh hoang vu, mặc dù không có người thế nhưng lại có trận pháp. Lam, Viên hai người bây giờ đã trở thành một bộ phận thiết yếu của đại quân. Hai người cũng là hăng hái dọc theo đường đi đem trận pháp mà Hồng Quân đã bố trí tất cả phá hủy. Bất quá 9 tòa thành trì này không phải là Hồng Quân chỉ hoàn toàn bố trí nhị cấp trận pháp, lúc này đang có một tòa tam cấp trận pháp thật lớn cản đường tiến của đại quân. Thạch thành chủ, Lam Viên hai người sau khi điều tra qua trận pháp sắc mặt khó coi trở lại bên cạnh Thạch Nhược Tín xấu hổ nói. Xin thứ lỗi, đã phụ lòng Thạch thành chủ ủy thác rồi. Trận pháp trước mắt này quá là phức tạp, hai người chúng ta căn bản không phá được. Cái gì? Thạch Nhược Tín nhướng mày, thấy một bên Chu Thiên đã đi tới, vẻ mặt cười cười nói. Thạch thành chủ, trận pháp này thật ra ta có thể phá được. Chu Thiên đắc ý cực kỳ, Lam Hải Quang cùng Viên Vũ nói ra thật sự đều là nhân tài hiếm có, nhưng bọn hắn lại không phá được mấy trận pháp trước mắt này. Vậy nói cách khác, Thạch Nhược Tín nếu muốn phá trận để tiếp tục tiến tới Hồng Quân Thành, trừ phi Chu Thiên ra tay, bằng không chính là khó như lên trời. Thạch Nhược Tín không biết Chu Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng giờ phút này thực sự không có biện pháp, chỉ phải làm bộ nghi hoặc nói. Sao, Chu Huynh nếu có thể phá trận này, vậy xin mời Chu Huynh ra tay trợ giúp cho. Chu Thiên mỉm cười nói, chuyện này không cần phải vội, bất quá ta giúp Thạch Thành Chủ phá trận thì cũng phải có một chút lợi ích à. Thạch Nhược Tín nói thầm trong miệng. Lợi ích? Người cũng thèm muốn thiên thần khí sao? Có bản lĩnh thì tới Huyền Tinh Thiết Quáng mà tìm. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng cuối cùng không thể nói ra. Nếu Chu Huynh có thể giúp ta phá đi tất cả trận pháp của Hồng Quân 9 thành, vậy ta đem 9 thành này toàn bộ tặng cho Chu Huynh, người thấy thế nào? Cái gì? Hồng Quân 9 thành ư? Chu Thiên cười chào phúng. Thạch thành chủ, ngươi xem hệ thống thành trì của Chu gia ta có hình dáng ra sao? Thạch Nhược Tín vừa nhíu mày. Vậy chẳng biết Chu Huynh muốn gì? Chu Thiên cười nói. Thạch thành chủ, chúng ta người ngay, không nói lời ám muội. Yêu cầu của ta rất đơn giản, sẽ là một kiện thiên thần khí. Thạch Nhược Tín tâm trí nhảy dựng, thầm nghĩ quả nhiên không sai. Một kiện thiên thần khí, Chu Thiên hắn biết thiên thần khí chân quý cỡ nào không? Chu Thiên hắn có khả năng phát huy hết uy lực của thiên thần khí sao? Nhưng nghĩ lại, nếu Chu Thiên thật sự mặc kệ, Thạch Nhược Tín hắn thật sự không có cách nào công phá Hồng Quân 9 thành. Đến lúc Chu gia phái đủ người tới, vậy chắc chắn chính mình không có thu hoạch được gì. Nếu nói như vậy, không bằng bây giờ cứ đáp ứng tiểu tử Chu Thiên này. Nghĩ vậy, liền nở một nụ cười sảng khoái, trở lại nói. Ta còn tưởng Chu Huynh muốn cái gì, bất quá chỉ một kiện thiên thần khí thôi mà, chuyện này đơn giản. Chỉ cần bắt được 3 người Hồng Quân, ta liền tống Chu Huynh một kiện thiên thần khí. Chu Thiên mỉm cười lắc đầu. Thạch thành chủ, nghe ta nói xong đã, ta muốn chính là cái kiện thiên thần khí ở trong tay Hồng Quân có thể phân thành 9 kia. Thạch Nhược Tín nghe được Chu Thiên nói, thiếu chút nữa tức hộc máu. Kiện thiên thần khí nọ trong tay của Hồng Quân chính là mục tiêu cuối cùng của hắn, nhưng lại không thể tưởng tượng được Chu Thiên lại mở miệng đòi một kiện này. Chu Huynh, điều kiện của ngươi rất cao, kiện thiên thần khí nọ trong tay của Hồng Quân là kiện mà ta rất tâm đắc, chắc chắn không chu toàn được điều kiện này của huynh rồi. Chu Thiên nhún vai làm ra vẻ bộ dạng khó khăn nói. Thạch thành chủ,
ta chính là rất có thành ý. Nếu Thạch thành chủ không chịu, ta đây cũng không có biện pháp. Lại nói, trận pháp tam cấp này, người ở tầng không gian này có thể phá được thật sự rất ít nha. Chu Thiên, lời này nói không sai, tam cấp trận pháp tại tầng không gian này có thể bố trí, có thể phá giải, đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù ít, nhưng cũng là có. Về phần có mấy người thì Chu Thiên cũng không biết. Nhưng hắn biết trong vòng mấy ngàn ức dặm quanh đây có ba người. Một người tất nhiên là hắn, Chu Thiên. Người kia chính là người bố trí trận pháp này, Hồng Quân. Còn có thêm một người nữa, nhưng lại chính là người của Chu gia. Nói cách khác, Thạch Nhược Tín muốn phá vỡ trận pháp của Hồng Quân, kết quả cuối cùng cũng là tìm tới người của Chu gia hắn. Quả nhiên, Thạch Nhược Tín đối với phương diện này cũng rất hiểu rõ. Hận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt, rồi lại không có biện pháp, cắn răng nói: Chu huynh, không bằng như vậy, đợi sau khi công phá Hồng Quân thành, giết chết Hồng Quân ba người, hai kiện thiên thần khí của Nghịch Cương cùng Liễu Hàn Thư quy về ngươi, ta chỉ cần một kiện của Hồng Quân, thế nào? Đây chính là cực hạn cuối cùng của ta rồi. Cuối cùng, Thạch Nhược Tín cũng phải cam nguyện xuất hai kiện thiên thần khí, chỉ giữ lấy kiện của Hồng Quân có thể phân ra làm chín, đây cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Chu Tiên cũng là lộ ra một tia nụ cười đắc ý, sảng khoái nói: Hảo, Thạch thành chủ hào phóng như vậy, tiểu đệ cũng không dám nói gì nữa, quyết định như vậy đi, giờ ta phải đi phá trận đây. Chu Thiên sở dĩ lần này thống khoái như vậy, kỳ thực đây hoàn toàn chính là kết quả mà hắn muốn. Kiện thiên thần khí nọ của Hồng Quân có lẽ không hơn cực phẩm, nhưng tuyệt đối là tương đối chân quý trong các kiện thiên thần khí. Cho dù Chu Thiên có đem được về nhà, cuối cùng phân chia kết quả tuyệt sẽ không cho hắn. Mà nếu đem trở về hai kiện, lập công lao lớn như vậy, tất nhiên một kiện sẽ là của hắn. Nói cách khác, Chu Thiên vốn không có ý định muốn kiện thiên thần khí của Hồng Quân, bất quá chỉ là tung hỏa mù cho Thạch Nhược Tín khổ tâm tính toán mà thôi. Nhìn Chu Thiên đi vào trận pháp, Thạch Nhược Tín một trận cười lạnh. Trước cho ngươi đắc ý một trận, ta muốn xem ngươi như thế nào lấy được hai kiện thiên thần khí đây. Chu Thiên đối với trận pháp lĩnh ngộ có chút vượt quá dự định của Thạch Nhược Tín. Gần 3 ngày, hai tòa tam cấp trận pháp liền bị phá. Hai tòa đại trận này lúc trước Viên Vũ mang theo Lam Hải Quang chỉ đi tới mà đã mất mấy tháng thời gian, mà Chu Thiên đi vào chỉ 3 ngày, hai tòa thành trì này đã bị phá vỡ. Không riêng gì Thạch Nhược Tín, ngay cả Lam Hải Quang cùng Viên Vũ đều là chố mắt nhìn. Cái nhìn của Chu Thiên cũng từ đó thay đổi, lúc đầu là coi thường, còn bây giờ sùng bái Chu Thiên đến nỗi chỉ thiếu nước bái Chu Thiên làm vi sư. Chu Thiên hài lòng nhìn thái độ của mọi người đối với hắn, dọc đường đi lạnh lùng, thiểu ngôn quả ngữ từng một lần để cho rất nhiều người xem thường, coi Chu Thiên này đến tột cùng nhìn không ra chỗ nào lợi hại. Hôm nay một tay phá vỡ hai tòa đại trận của Hồng Quân, hưởng thụ ánh mắt sùng kính của mọi người. Ha 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 ha, Chu huynh quả nhiên lợi hại, mới ra tay đã phá tan tành hai tòa trận pháp của Hồng Quân. Nếu mà đem so sánh, Hồng Quân nọ chính là còn kém một chút. Thạch Nhược Tín tạm thời chút bỏ vẻ không hài lòng vừa rồi. Kỳ thực không chỉ thành chủ hắn, mà còn Lam Hải Quang, Viên Vũ cùng những cao thủ trận pháp được mời tới. Giờ phút này thái độ đối với Chu Thiên còn khẩn trương hơn, không ngừng nịnh nọt. Chu Thiên sau khi hưởng thụ lại trở về giống như trước, hừ lạnh một tiếng, mặt quay đi, không thèm để ý tới mọi người. Chỉ là lần này khác trước, tất cả mọi người không dám coi thường Chu Thiên thêm lần nữa. Có Chu Thiên, một trận pháp đại sư siêu cấp như vậy, đại quân Thạch Nhược Tín hành quân tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Gần mấy tháng trời đã tới gần phụ cận của Hồng Quân Thành. Đây là Hồng Quân Thành sao? Thạch Nhược Tín xa xa nhìn, thành trì nọ cũng không phải là rất lớn. Người của đệ nhị thần giới cũng chỉ có thể đoạt chút tiểu thành trì như vậy mà thôi. Chu huynh, Hồng Quân Thành này chung quanh hẳn là có trận pháp che kín, còn muốn làm phiền... Thạch Nhược Tín vừa nói vừa nhìn về phía Chu Thiên. Lời còn chưa nói xong đã thấy chân mày Chu Thiên gắt gao nhíu lại, cả người đứng bất động như một pho tượng. Lợi hại, quá nhiên lợi hại, trận pháp cư nhiên còn có thể bố trí như vậy. Chu Thiên không để ý tới Thạch Nhược Tín, lầm bầm tự nói một mình: Chu huynh. Thạch Nhược Tín lại lớn tiếng kêu: À. Chu Thiên lần này nghe được thanh âm của Thạch Nhược Tín, không tự giác bật lên thành tiếng: Chu huynh, trận pháp chung quanh Hồng Quân Thành này... Thạch Nhược Tín cẩn thận hỏi: Hà hà, trận pháp này mà nói, Hồng Quân thực sự là lợi hại, có thể nghiên cứu trận đạo tới trình độ này, thoạt nhìn tưởng là đơn giản, nhưng khắp nơi nó lại giấu giếm huyền cơ, lợi hại, thật là lợi hại. Chu Thiên vừa nói, thân hình còn có chút run rẩy. Thạch Nhược Tín tại một bên nhìn rõ ràng, hắn xem ra Chu Thiên lòng đã có ý thối lui,
trận pháp của Hồng Quân tựa hồ đã vượt quá khả năng của hắn. Thạch thành chủ, lần này ta thật sự cảm ơn ngươi. Chu Thiên thành tâm nói, xem qua trận pháp của tiểu tử này, ta có tự tin trước khi phi thăng lên tầng thứ 8, tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới tứ cấp trận pháp rồi. Cái gì? Thạch Nhược Tín đều là sửng sốt. Tứ cấp trận pháp ư? Nếu Chu Thiên có thể bố trí tứ cấp trận pháp, vậy tại một tầng không gian này có thể nói Chu Thiên chính là vô địch. Ta đi trước phá thử xem. Chu Thiên không có để ý tới sự kinh ngạc của Thạch Nhược Tín, một mình đi vào trận pháp. Ảo trận nhị cấp, che giấu tam cấp sát trận, cư nhiên còn có một hai cái khốn trận. Nhiều như vậy trận pháp ở cùng một chỗ có thể bổ sung điểm yếu cho nhau, nhưng lại không xung đột với nhau. Chuyện này phải lý giải đối với trận đạo rốt cuộc thâm sâu cỡ nào đây. Chu Thiên một mặt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, một mặt bình phẩm. Thực tâm mà nói, Chu Thiên hắn không cách nào bố trí được trận pháp như thế. Không phải do chênh lệch về cảnh giới trận đạo, mà là chênh lệch về lĩnh ngộ. Có thể nói Hồng Quân lĩnh ngộ đối với trận pháp đã hoàn toàn siêu việt, vượt quá sự nhận thức của Chu Thiên. Phá cho ta. Phá rớt một trận pháp tam cấp, Chu Thiên có chút sững sờ, bởi vì cái hắn phá vừa rồi chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Ngay cả hắn, thiên tài trận pháp của Chu gia, giờ phút này cũng cảm thấy sửng sốt. Ngay cả hắn mà cũng bị cái nho nhỏ ảo trận nhị cấp này làm cho mê hoặc. Hảo, càng ngày càng thú vị, như vậy mới có tính khiêu chiến chứ. Chu Thiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một tia cao ngạo. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.